Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Trang Văn Học Nghệ Thuật của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiến tranh đã lùi xa, cỏ cây hoa lá đã phủ xanh những vùng đất đạn bom cày xới. Nhưng dấu ấn của cuộc chiến tranh vẫn còn in đậm trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam. Để rồi mỗi độ tháng 7 về, cả nước lại nghiêng mình tưởng nhớ và biết ơn sự hy sinh xương máu của những người con ưu tú của Tổ quốc. Tri ân sự đóng góp, hy sinh của các bà, các mẹ đã gạt nước mắt để chồng con ra đi bảo vệ Tổ quốc. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, đã có rất nhiều tác phẩm khắc họa hình tượng của những người lính với nhiều góc độ khác nhau. Và trong chương trình Trang Văn Học Nghệ Thuật kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một tác phẩm viết về người lính của tác giả Bùi Quang Khánh. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Nhà văn Trịnh Thanh Phong, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Và tác giả Bùi Quang Khánh, tác giả tập Vọng Khúc Người Lính, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang. Trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Và ngay bây giờ xin mời hai vị khách mời cũng như mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm mà chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình ngày hôm nay. Bùi Quang Khánh là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Tập truyện ngắn đầu tay Vọng Khúc Người Lính của ông do Nhà xuất bản Lao động phát hành quý 4 năm 2018. Tác phẩm có 9 truyện ngắn xoay quanh câu chuyện thân phận người lính. Đó là hình ảnh những người lính Cụ Hồ, anh dũng, kiên cường nơi chiến trường. Tuy họ trở về, thân hình không còn lành lặn, chịu nỗi đau chiến tranh, nhưng phẩm chất người lính vẫn lấp lánh bao điều tốt đẹp. Nhà văn Trịnh Thanh Phong cho biết, đọc xong gấp sách lại, rồi lại mở ra đọc lại. Cất sách đi, tôi vẫn thấy vẳng bên tai âm thanh lạ, lồ lộ trong tâm những gương mặt rất lính, rất đời. Tôi có cảm giác Vọng Khúc Người Lính như cái phím đàn mà các chuyện ngắn như những nốt nhạc cùng tấu lên một âm hưởng về những người lính trong trận mạc và sau thời trận mạc mà người ta gọi là hậu chiến. Cùng tấu lên trên phím đàn, những lạ lùng là khi lắng xuống mỗi nốt nhạc lại có bản sắc âm thanh riêng, làm cho người thưởng thức cứ khắc khoải hoài. Tuy nhiên, trong tập truyện cũng không thể tránh được những hạn sạn, ấy là những câu văn dài của Quang Khánh, đôi khi cũng làm cho mạch truyện quanh co. Song những hạn chế này cũng không làm người đọc mất hứng thú. Có thể khẳng định, Vọng Khúc Người Lính là tập truyện ngắn hay, có tính chuyên nghiệp trong nghề văn của tác giả Bùi Quang Khánh. Vâng, thưa tác giả Bùi Quang Khánh, bắt nguồn từ cảm hứng nào để ông sáng tác nên tập Vọng Khúc Người Lính này thưa ông? Trong những năm chiến tranh thì khi diễn biến của cuộc chiến tranh thì nói chung không có cái gì nó thi vị và không có gì để đẹp cả. Tuy nhiên rằng là khi tham gia cuộc chiến thì những người lính, những người mối quan hệ của những người lính, những ứng xử người lính đối với tự nhiên, đối với lại cuộc sống rồi đối với đồng đội thì có những cái hành vi, những ứng xử rất đẹp. Và cũng chính trong cái cuộc chiến đó thì những sự ác liệt của cuộc chiến thì đã trau dồi cho những người lính có những cái phẩm chất rất là đặc biệt. Và chỉ có những người lính trải qua những cuộc chiến tranh ác liệt như vậy thì mới có những cái phẩm chất như vậy. Và sau khi cuộc chiến kết thúc thì có những người nằm lại và có những người trở về trở thành những người cựu chiến binh. Và những người cựu chiến binh mang những phẩm chất đã được trau dồi trong cuộc chiến đó và trở về với cuộc sống của mình. Và những phẩm chất đó ở lúc này, ở lúc kia người ta có thể thể hiện ra. Và tôi cố gắng bằng những cái kỷ niệm, bằng những cái cảm tình cảm của mình đối với đồng đội, kể cả những người đã ngã xuống và những người còn lại. Tôi muốn cố gắng khắc họa những phẩm chất ấy của những người lính trong cuộc sống đời thường hiện nay. Chính vì vậy cho nên là trong suy nghĩ và trong cuộc đời viết văn của mình, những kỷ niệm về người lính, kỷ niệm về đồng đội đã thôi thúc tôi phải có những cái câu chuyện, phải có những khắc họa về những phẩm chất đó của người lính. Và chính vì vậy cho nên là nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ và 25 năm ngày tham gia Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang, tôi đã quyết định là cho xuất bản cái tập truyện ngắn, bao gồm những truyện ngắn liên quan đến những người lính từ cuộc chiến trở về. Dạ vâng. Được biết là tập truyện ngắn này thì gồm 9 truyện ngắn á. Vậy ông sáng tác 9 truyện ngắn này trong khoảng thời gian nào? Tôi nhập ngũ từ những năm 1983, là những năm tháng mà cuộc chiến ở phía Bắc chúng ta là những
năm tháng ác liệt nhất. Và những cái hồi ức về những cuộc chiến này đối với rất nhiều mặt trận, đặc biệt là mặt trận Vị Xuyên, là những hồi ức rất là đau thương và oanh liệt. Tuy nhiên rằng là chỉ sau khi đã ra quân và tham gia cùng Hội Văn học Nghệ thuật thì dưới sự hướng dẫn của những nhà văn đi trước, và tôi cố gắng để khắc họa những cái đó bằng các cái giọng văn truyện ngắn. Vậy nên những sáng tác của tôi thì trong tập này bắt đầu từ những năm tôi gia nhập Hội Văn học Nghệ thuật từ năm 1998, và những chuyện này được tuyển lại từ những viết từ những năm 2000 trở lại đây. 2000 cho đến bây giờ là đã gần 20 năm rồi ạ. Vâng, vậy trong khoảng thời gian 20 năm này thì ông đã sáng tác được tổng cộng là bao nhiêu tác phẩm ạ? Thực ra thì khi tham gia với lại Hội Văn học Nghệ thuật thì tôi không chịu sức ép về số lượng. Chỉ khi nào mình có thực sự có cảm xúc, có ấn tượng thì khi đó mình mới viết. Và cũng rất nhiều khi là bị các nhà văn lớn tuổi chê rằng là tuổi trẻ nhưng mà lười viết. Nhưng thực ra mà khi tôi viết thì cố gắng là viết hết sức là theo đúng cái tình cảm và cái ấn tượng của mình. Số chuyện tôi viết về tham gia của ngoài với đề tài về người lính thì cũng có nhiều cái đề tài khác về những thân phận, về những mảnh đời cuộc sống, về những ứng xử trong cuộc sống. Có lẽ được khoảng 25 đến 30 chuyện ngắn gì đó, chứ không nhiều. Mặc dù là tham gia bắt đầu viết thì bắt đầu từ năm 1998 rồi. Vâng. Thưa nhà văn Trịnh Thanh Phong, như thế là cũng là một con số rất là khiêm tốn, chuyện ngắn thôi đúng không ạ? Trong phải đến hơn 20 năm bắt đầu viết mà cũng chỉ có 25-30 chuyện thì cũng không phải là một con số nhiều đúng không ạ? Vâng. Vâng, là một người bạn văn chương của tác giả Bùi Quang Khánh, lại đồng thời cũng là một bậc tiền bối trong nghề. Vậy ông có cảm nhận như thế nào khi đọc những tác phẩm của tác giả Bùi Quang Khánh, thưa nhà văn Trịnh Thanh Phong? Dạ vâng. Đối với tác giả Quang Khánh thì tôi đọc, anh viết không nhiều, nhưng tôi, anh viết chuyện nào tôi cũng được đọc. Vì ngày đấy là còn làm tập biên tập tờ báo, thì tôi thấy là cái vọng khúc người lính ấy, thì cũng như tác giả vừa nãy nói là anh viết tất cả bằng cái kỷ niệm về người lính trong chiến tranh và người lính sau ngày trở về. Thế thì tôi đọc cái cuốn sách này, tôi thấy cái người lính sau trở về là cái thông điệp lớn hơn cái người lính trong mặt trận. Vâng. Bởi vì cái vọng khúc người lính, ngay trước vọng khúc người lính thì nó đã muốn nói cái chuyện này về trước và sau rồi. Thế nhưng mà cái về sau là nó nhiều hơn. Thì đọc những cái chuyện này thì tôi thấy Quang Khánh ấy, là cái sự người là sống giàu kỷ niệm. Thứ nhất là kỷ niệm trong chiến trận và sau trở về và sau gặp lại, nhất là cái trong cái chuyện Yêu Muộn chẳng hạn. Thì là ông nói về những người lính trong mặt trận thì là đánh đông dẹp bắc mà rất quyết liệt, nhưng khi trở về cái hậu phương của mình, bao nhiêu cái bê bối nó đè lên cuộc đời, vẫn cái bản chất của người lính đó, người ta phát huy cái truyền thống của quân đội, người ta đã tự cân bằng được cái đời sống của mình sau chiến tranh và tự lập nghiệp và tự làm nên được cái cơ nghiệp của mình, không cần phải kể đến cái chiến công của mình để phù hộ cho cái cuộc sống hiện tại, mặc dù cuộc sống hiện tại rất khó khăn. Đấy là một cái chuyện rất hay. Còn cái chuyện thứ hai là chuyện Hốc Lõm, cũng vậy, cũng tương tự như vậy. Ông nói hai số phận của con người trong một cái chuyện ngắn, một cốt truyện nhưng mà chạy song song cùng hai cốt truyện. Một cái người lính ra trận rồi trở về thì yêu một cái cô gái, và thế thì cái người nó đầy rẫy những cái tệ nạn của hậu phương ấy, thì chụp lên bao trùm lên cái cuộc đời người lính. Nhưng mà khi cái anh ấy vợ bấp vào cuộc đời đấy, biết vậy nhưng mà người ta vẫn cứ cố gắng để đẩy những cái hoàn cảnh ra khỏi cái cuộc sống của mình được. Mà cái đau nhất ở trong cái chuyện là khi bà mẹ đến, như anh Khánh nhỉ, bà mẹ có bảo ngày xưa mẹ nuôi con ở căn hầm tầng C thì con không chết, bây giờ trong cái bồn lộng lẫy thế này con chết, thì đấy là một cái bi kịch của cái số phận của người lính trở về. Thì nó cũng có những cái người lính nó cũng gặp những cái hoàn cảnh như thế, nhưng mà họ luôn luôn vươn lên. Ông này cũng làm được cái giám đốc mà, nhưng mà cái bà vợ nó sống nhờ thì nó không kéo lại được. Mà tôi có nói ở trong cái bài tôi viết về Quang Khánh rồi, thì đấy cũng là một cái chuyện hay. Cái chuyện Hốc Lõm là một cái chuyện rất là triết lý về cái sự đời, rất là hay, nên các bạn nên tìm đọc cái chuyện đấy. Thì để ngẫm thì thấy cái người lính họ hy sinh, nhưng mà khi gặp những khó khăn họ cũng không hề oán hận, oán trách gì cái cuộc đời mà họ phải gánh vác cả, gánh chịu cả.
cũng như là trong mặt trận họ hy sinh, chỉ biết là đấy là hy sinh cho một để nền độc lập của dân tộc. Còn về mình gặp khó khăn thì phải quê các khắc phục, hay là cái chuyện hai nửa hy sinh thế. Và cũng nói về cái sau của cái người lính là nhiều. Nhưng một cái ông đi bộ đội về có yêu một cái cô giáo. Thế sau đó về thì đi trong quá trình anh đi thì cô ở nhà đẻ, tính là con ông, như về thì ông lại tưởng là ông hiểu lầm là không phải, cứ tưởng là thấy có một cái ông bảo vệ là ông cũng là thương binh, nhưng ông nhận cho để coi cô giáo khỏi đuổi. Khi là khi cái chuyện này vỡ òa ra thì coi như họ thành anh em. Thế thì tôi đọc những chuyện đấy thì thấy cái người lính sau chiến tranh ấy, họ vươn lên trong cái cuộc đời để ngang bằng cái cuộc đời đang có, đang phồn thịnh này là rất là đầy những gian khổ. Thì đọc những cái chuyện ngắn của Khánh thì tôi lại sực nhớ cái câu thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh rất là nổi tiếng trong Trường Ca Đứng Trước Biển ấy. Thì ông nói về những người lính đã hoàn thành nhiệm vụ mà về phải đứng trước cái hoàn cảnh của đời mình. Thì là ông viết một câu thơ rất hay là đứng trước biển sao còn nhìn huân chương trên ngực, phải hỏi mình đã biết bơi chưa. Thế thì chuyện của Khang Khánh đã trả lời được cái việc đã biết bơi. Thì tất cả các nhân vật của Quang Khánh trong Vọng Phúc Người Lính đã làm được việc đó. Thì tôi rất thích cái tập truyện này là ở lý do đó. Dạ vâng ạ. À, vậy ông có suy nghĩ gì về mảng đề tài người lính được tác giả Bùi Quang Khánh khai thác và phát triển trong tập truyện ngắn Vọng Phúc Người Lính? Cái mà Bùi Quang Khánh gợi ra trong cái Vọng Phúc Người Lính thì nó rất là nhiều cái trong cái chuyện nó gợi cho người, nếu ai đọc thì nó đều gợi cho người đó những suy nghĩ, những mỗi người đọc có một cái suy nghĩ khác nhau. Thế nhưng mà người ta vẫn tự chung lại, người ta vẫn thấy được cái ý nghĩa lớn nhất của cái tập truyện là nói về những cái hy sinh của những anh bộ đội Cụ Hồ trong cái thời trong mặt trận và cái sự vươn lên của họ trong cái cuộc sống đời thường để làm sao mà có tình yêu hạnh phúc, chứ không phải là kể công của mình với mọi người đã có thành tích trong chiến tranh. Và ở đây cái ý nghĩa sâu xa nhất là cái người lính là tự nguyện để khắc phục mọi hoàn cảnh để vươn lên. Cái tập truyện của anh ấy, chuyện nào cũng có một kỷ niệm riêng. Đấy, cái quý nhất là cái nó có kỷ niệm riêng, chính vì thế mà nó sống. Tôi tin là cái tập truyện này nó sống bởi vì ai đã sống những ngày trong kỷ niệm, ai đã cười những kỷ niệm trong mơ thì sẽ yêu ngây ngất đến bao giờ, và người đấy sẽ hiểu được tình yêu và hạnh phúc. Thì cái tập truyện ngắn của anh Khánh ấy, là nó có những ý nghĩa, theo tôi hiểu nó như thế. Vậy trong 9 truyện ngắn trong tập Vọng Khúc Người Lính thì tác giả Bùi Quang Khánh tâm đắc tác phẩm nào nhất và vì sao thế? Thực ra thì mỗi một truyện ngắn thì nó đều mang những ấn tượng nhất định, đặc biệt là những cái hoài niệm về cuộc đời người lính. Và trong đó có cả những bóng dáng của tôi, bóng dáng đồng đội của tôi ở trong đó, cho nên là những chuyện nào cũng có những ấn tượng riêng. Tuy nhiên rằng là những chuyện mà nó cả trong lĩnh vực viết văn và cả trong cái đời sống thực tế nó có nhiều ấn tượng nhất, đó là cái truyện ngắn Yêu Muộn. Đây là truyện ngắn tôi đã viết trong một cái trại sáng tác ở tại địa phương. Sau đó thì tôi nhớ rằng là chuyện ngắn này được đánh, tôi hồi đó là chưa có máy vi tính, năm 2000 cũng đã phải đánh bằng máy chữ. Nên sau đó thì có ban phụ trách trại sáng tác thì có chuyển về cho các nhà văn trung ương đọc, và sau đó thì cái chuyện ngắn đó lần đầu tiên cũng được in trên trang 1 của Tuần Báo Văn Nghệ Hội Nhà Văn Việt Nam, và sau đó thì đã được bạn đọc bình chọn là một trong những chuyện ngắn hay nhất trong tháng. Và tôi cảm thấy đó là một động lực. Vâng, trong năm 2001, tôi cảm giác đó là một cái động lực rất lớn để trong cái lĩnh vực viết văn, bởi vì mình thực chất ra có thể gọi là dân ngoại đạo đối với lĩnh vực viết văn. Trong cái chuyện ngắn đó thì những nhân vật, có những cái nhân vật thì có nguyên mẫu. Thực ra thì nguyên mẫu tôi cũng khai thác từ chính thủ trưởng của tôi. Con người có những nét về ngoại hình, có những nét về trầm bổng cuộc đời, cũng có những nét là tôi đưa vào trong chuyện đó, và cũng và trong thực tế thì cái nguyên mẫu đó cũng vẫn còn ấn tượng ở trong tôi cho đến tận bây giờ. Mỗi lần gặp lại thì anh ấy cũng nghĩ rằng là không nghĩ mình là nguyên mẫu, có nhắc đến cái những kỷ niệm đó thì có đọc lại những chuyện này, có biết đến những kỷ niệm thì anh cũng cười vào những năm tháng chiến tranh ấy, thì sao lại có những chuyện như thế này, bây giờ mày còn nhớ được thì quý hóa quá. Chứ còn thì ngoài ra thì có những cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là bản thân tôi cũng cảm thấy viết xong đọc lại cũng cảm thấy rất xúc động, ví dụ như là chuyện
người sống. Đúng như là cái tựa đề đó tôi đặt. Tôi viết một mạch cái chuyện này ở tại Vũng Tàu trong 3 ngày liền, và những cái cảm giác về những người bạn thân nhất khi tham gia cuộc chiến, mà khi tham gia vào cuộc chiến đúng chỉ có 2 người bạn với nhau, cùng vào chiến trường, cùng đi trinh sát, và trong đêm tối mò mẫm như thế để làm nhiệm vụ cũng chỉ có 2 người thôi. Thế nhưng mà cuối cùng một người thì phải nằm lại, một người cố gắng bò ra, và một cái người sống đại diện cho một nửa những người chiến binh còn sống trở về mang những trăn trở khi mà người nằm lại còn chưa được trở về với quê hương, chưa được trở về với đất mẹ. Và những trăn trở đó tôi nghĩ rằng là, tôi cũng hy vọng rằng là không phải là của riêng tôi, không phải của riêng bạn tôi, mà có thể là cái hy vọng có, nó là trăn trở của rất nhiều người đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh nằm xuống mà chưa được xương cốt hình hài chưa được trở về với đất mẹ. Đấy là cũng là một cái câu chuyện mang lại những rất, ấn tượng rất sâu sắc của tôi ngay cả khi viết và khi đọc lại. Sau cuộc chiến, những người lính chia thành hai nửa, nửa những người còn sống và nửa những người đã chết. Những người cựu binh buông tay súng trở về lại hòa vào dòng chảy muôn màu của cuộc sống. Có những va đập, có những thăng trầm, có cả hào quang và góc khuất, có cả hạnh phúc và đớn đau. Nhưng ký ức và hồn người lính luôn là một thanh ngân rung vọng mãi trong tim những con người đã một thời làm chiến sĩ. Tôi đã đem vọng khúc ấy vào trong trang viết bằng hoài niệm về những tháng năm có đồng đội, gió sương và đạn pháo. Quang Khánh là người đã từng tham gia trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong 3 năm anh tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới phía Bắc. Và những năm đó thì với một cái người yêu thích văn học, anh đã tích cóp được nhiều những cái chi tiết, những cái cuộc đời, những nhân vật người lính để anh ấp ủ và thể hiện trong những cái tác phẩm mà anh đã viết. Có thể nói toàn bộ những cái vọng khúc người lính là những nhân vật trung tâm là người lính, và có những người lính đang chiến đấu ở mặt trận, có những người đã về với đời thường, và có những người binh nhất binh nhì, nhưng có người tướng tá. Thế thì vì là người trong cuộc cho nên là Quang Khánh hiểu biết rất sâu sắc, biết được, gửi gắm được những cái nỗi đau, nỗi hy sinh mất mát của người lính. Trong cái ngòi bút của Quang Khánh lúc nào anh cũng đề cập, anh có một dành một cái tình cảm chân thành, yêu thương đối với người lính. Vâng, tác giả Bùi Quang Khánh, như trong lời tựa của tập vọng khúc người lính thì anh viết tập truyện ngắn này bằng những hoài niệm thời quân ngũ, năm tháng có đồng đội, gió sương và đạn pháo. Anh có thể chia sẻ kỹ hơn về điều này được không ạ? Những kỷ niệm về đời lính thì nó khốc liệt. Những năm tháng đó thì đúng là có gió sương và đạn pháo, và cái chết nó rình rập rất gần. Tôi nhớ có một cái kỷ niệm, đó là lúc chúng tôi đóng ở vị trí cách cái cột cờ Lũng Cú hiện nay chỉ có vài cây số đường chim bay, lúc này ở đường giáp biên dưới chân đỉnh cao 1911. Bình thường thì pháo của bên đối phương bắn sang thì vẫn thường bắn vọt qua đầu cái đơn vị chúng tôi, bởi vì chúng tôi ở mép một cái núi đá. Tuy nhiên rằng là trong cái buổi hôm ấy không biết linh tính như thế nào, chúng tôi đều bảo nhau là sẽ khi nghe thấy tiếng nổ đầu nòng của pháo thì xuống cái hầm quân y để trú ẩn, đồng thời là quan sát cái vị trí nổ của đạn pháo bên kia. Nên mà không biết như thế nào mà một quả lựu 122 nổ ngay sát, không biết là bên đối phương người ta tính toán một căn như thế nào, ngay sát ở cửa hầm, và tất cả các mảnh gang của nó bắn ra đều bắn đi đâu hết, không ai tìm được. Rất mạnh, bởi những quả lựu 122 sức công phá của nó rất mạnh, và khi đó thì khi cái tiếng ầm ào của quả pháo dứt rồi thì tôi kiểm tra lại cái vị trí của các vết gang, cái mảnh đạn nó bắn ra thì đúng là có một mảnh đạn nó bắn
ngang qua tai thôi, không biết lần sau có phản xạ mình lại kịp ngồi thụp xuống cái mảnh đó mà nó bắn vào vách đá, sau đó nó lại cưa đứt hẳn một cái chân của cái bàn mổ quân y, xong là cắm xuống dưới đất và không tìm thấy. Chính vì vậy cho nên là những cái ấn tượng đấy thì sau đó trở thành, tôi thấy rằng là khi nói rằng là trong cuộc chiến tranh thì cái sinh mạng của người lính chiến nó là khá mong manh, cái ranh giới đó là không quá rõ ràng. Chính vì vậy cho nên là luôn luôn là phải quý trọng, thậm chí từng giây từng phút cái cuộc sống của người mình, và người lính khi quý trọng những cái giây phút mình đang sống đó để mà trau dồi, để mà yêu, để mà quý, để yêu quý con người, yêu quý đất nước, yêu quý dân tộc. Từ cái kỷ niệm đó thì tôi thấy rằng là sau đó thì hình như tất cả những đồng đội đều quý hóa gần gũi với nhau hơn trong cái cuộc sống hàng ngày. Và đấy là một trong những kỷ niệm mà tôi thấy rằng là ấn tượng nhất trong cái cuộc đời người lính của tôi. Dạ vâng. Vâng, một câu hỏi thì xin được dành cho nhà văn Trịnh Thanh Phong. Ông có suy nghĩ gì về mảng đề tài người lính? Và trong những cái sáng tác của mình thì ông có khai thác mảng đề tài này không thưa ông? Vâng, đối với tôi thì là người viết cũng lâu năm. Nên là cái đề tài trong cái quá trình sáng tác của tôi, trong cuộc đời làm văn của tôi thì nó chỉ nổi lên hai mảng, một là nông thôn, hai là người lính. Tất cả những cái tác phẩm của tôi đã in ra hơn 20 đầu sách ấy, là chủ yếu nói về người lính. Nhưng mà cũng là nó cũng có những cái tương đồng với anh Khánh là tôi nói về người lính sau chiến tranh. Thí dụ như là tiểu thuyết Đất cánh đồng chung, tiểu thuyết Đồng làng đom đóm, tiểu thuyết Kẻ sống sót và những cái chuyện ngắn mà được từng đã phổ biến trên Đài Tiếng nói Việt Nam như là Bức tranh trên đá, rồi Chị Dâu in trên báo Văn nghệ thì toàn là nói về những người lính, những hy sinh của những người lính đã trong cái chiến trận, đã trải qua chiến trận. Thì tất cả những cái mảng đề tài về người lính là tôi viết tương đối hơi nhiều. Cũng là một trong những đề tài rất là yêu thích của nhà văn Trịnh Thanh Phong, đúng không ạ? À, dạ vâng. À, vậy thưa tác giả Bùi Quang Khánh, khi cho ra đời tập truyện ngắn Vọng khúc người lính, ông ấp ủ điều gì? Ngoài việc là nó sẽ tạo một cái dấu mốc trong cuộc đời viết văn và cũng là cuộc đời của mình, thì khi mà tuyển tập lại 9 truyện ngắn trong tập Vọng khúc người lính và cho xuất bản, tôi cũng hy vọng rằng là những thông điệp, những cái chiêm nghiệm của mình được chia sẻ với tất cả mọi người, và mọi người khi đọc những cái chuyện đó thì cũng thông cảm và hiểu hơn cái cuộc sống của những người cựu chiến binh. Và cũng hy vọng rằng đồng đội của tôi khi đọc những chuyện này sẽ cảm nhận được là cái suy nghĩ của tôi về những cái phẩm chất của những người lính đã được trau dồi trong cái cuộc đời quân ngũ của mình, nhất là những người lính chiến, sẽ được phát huy mãi mãi để đem lại cho cuộc sống hiện tại mà họ đang tham gia, họ đang cùng mọi người lao tâm rồi là tốn sức để mà xây đắp ngày càng tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Và cũng hy vọng rằng là tất cả mọi những người cựu chiến binh đều luôn luôn là tươi vui và hạnh phúc trong cuộc sống và lạc quan, đúng như là tinh thần của những người lính chiến ngày xưa. Dạ. Vậy ngoài chuyện ngắn thì tác giả Bùi Quang Khánh có những cái sáng tác ở những lĩnh vực khác không ạ? Thực ra thì tôi cũng có tham gia một vài lĩnh vực khác. Tôi nhớ là năm đầu tiên khi tham gia vào hội, tôi có tham gia một cái cuộc thi viết cho trẻ em về Tuyên Quang. Lúc đó tôi còn viết cả một bài hát và còn được giải. Đấy. Ngoài ra thì cũng có viết ký, được sự động viên và hướng dẫn rất nhiều của các nhà văn trước, viết ký, rồi là viết một vài bài thơ. Tuy nhiên rằng là cái mảng truyện ngắn là cái mảng cứ đồng hành theo tôi suốt cả từ khi bắt đầu tham gia hội văn học nghệ thuật Tuyên Quang cho đến giờ. Tôi đã từng trò chuyện với nhà văn Bùi Quang Khánh và còn được biết là trước đó thì nhà văn lại còn viết báo, viết những cái bài nhận xét phê bình nữa. Thế chứng tỏ là nhà văn Bùi Quang Khánh là một người cũng rất là đa tài, đúng không thưa nhà văn Trịnh Thanh Phong? Vâng, anh Khánh thì là rất là nhiều, giỏi về nhiều lĩnh vực, cả chụp ảnh này, vẽ này, thì làm thơ. Mới đầu vào xin vào hội là anh còn làm rất nhiều thơ đấy, nhưng sau đó là anh ấy chuyển chuyên sâu hơn chuyện ngắn, là cái thể loại là anh ấy làm nhiều hơn. Nhưng tôi nghĩ là từ những cái chuyện ngắn này anh có thể phát triển, có thể viết là người viết tiểu thuyết được nếu như là tự nghề.
Vậy trong thời gian tới thì tác giả Bùi Quang Khánh có những dự định trong lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật như thế nào? Ông có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình biết được không ạ? Vâng, trong thời gian tới thì một là trong điều kiện thì tôi cũng đã nghỉ hưu công việc của các công việc của nhà nước. Thời gian thì chắc là không rộng dài hơn. Những cái trải nghiệm của mình thì cũng đã được tích lũy. Và tôi cũng hy vọng rằng là mình sẽ có tiếp tục cảm hứng, sẽ đưa những cái chiêm nghiệm, trải nghiệm của mình để biểu đạt thông qua các cái thể loại văn học. Và tôi cũng hy vọng rằng là mình có thể, như nhà văn Trịnh Thành Phong nói, có thể viết được một tiểu thuyết, bởi vì là trong khi viết văn thì cái thể loại truyện ngắn nó bị giới hạn nhiều lắm. Đôi lúc thì người ta muốn trải lòng mình ra. Thế nhưng mà trong cái giới hạn của truyện ngắn thì nó cũng có những cái quy định nhất định về mặt hình thức. Vì vậy cho nên là cũng hy vọng rằng là từ nay khi thời gian rộng dài rồi tôi sẽ viết được một tiểu thuyết. Và trong những năm tới thì những cái truyện ngắn còn lại tôi sẽ biên tập và cũng muốn giới thiệu đến độc giả những cái trải nghiệm khác, những chiêm nghiệm khác trong cái lĩnh vực viết truyện ngắn của tôi thông qua một tập truyện ngắn khác. Dạ vâng. Tôi là một cũng là một độc giả rất là lâu năm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Vậy nhân chương trình hôm nay thì cũng muốn nhà văn Trịnh Thanh Phong chia sẻ một chút về cái dự định về văn học nghệ thuật trong tương lai của ông được không ạ? Người viết nào cũng thế thôi, cũng gọi là có dù trẻ hay già cũng đều họ đều có dự định làm cái này làm cái kia. Nhưng vấn đề là có làm được hay không nên là do là cái điều kiện nó tác động vào. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái trái tim của cái người viết, anh có còn cảm xúc hay không. Như tôi là năm nay là 70 tuổi nhưng mà vẫn viết, năm nào tôi cũng viết quyển sách, mỗi năm từ ngày về hưu là năm 2010 mỗi năm viết một quyển sách và toàn tiểu thuyết thôi. Thế thì năm nay 70 rồi thì có viết gì nữa không, ngoài những việc viết báo lặt vặt thì không nói làm gì. Thế nhưng mà cái việc viết văn thì mình là nhà văn thì nói đùa như anh Cao Duy Sơn thì có cái nghề gì khác nữa, biết làm gì khác nữa, chỉ có viết thôi. Nhưng mà làm văn mà không viết thì nó cũng mai mốt dần đi. Thì cái nhà văn nào thế, có những người mà nằm trên giường bệnh vẫn viết, ví dụ như bác Sơn Tùng rồi ông cụ Tô Hoài ngày xưa, các bác cụ tiền bối đấy, thì mình cũng thế thôi. Cái nghiệp nó sinh ra những cái người mà đi theo các bạn là nó không bỏ được. Già rồi tôi vẫn viết, nhiều lúc con cái nó bảo bố viết làm gì nữa. Thì cái có những cái cuộc sống nó tác động vào mình, tự nhiên là nó muốn là mình có sẵn cái nghiệp đấy rồi thì tự nhiên nó lại muốn phát ra thành ngôn từ để nó truyền tải người khác, thì chắc chắn là tôi vẫn còn viết nữa. Nhưng mà cái đề tài của tôi thì cũng chỉ có về nông thôn và người lính thôi. Nhưng mà cũng đang thai nghén, cũng đã định nếu còn sức khỏe sẽ có thể những năm tới viết một cái cuốn sách về thành phố, về phố phường cho nó khác đi một tí. Thì trong dự định nếu mà trời cho còn khỏe thì có thể làm đôi quyển sách nữa. Các bạn thân mến, đề tài người lính, chiến tranh, hậu chiến tranh có thể nói là một mảng đề tài rộng lớn với những tác phẩm văn học nghệ thuật đồ sộ, đa chiều, đa thể loại. Tác phẩm Vọng Khúc Người Lính của tác giả Bùi Quang Khánh chỉ xin được là một bông hoa nhỏ góp vào bó hoa lớn chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ. Chương trình Trang Văn Học Nghệ Thuật của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự góp mặt của hai vị khách mời. Xin chúc hai vị khách mời trong thời gian tới sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có những tác phẩm văn học nghệ thuật dành tặng cho độc giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.